Tổng thống Vladimir Putin chào đón các nhà lãnh đạo G20 tin từ St. Petersburg. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chào mừng nguyên thủ của các nước G20 tới St. Petersburg để tạo một mặt trận chung đối với phát triển, mậu dịch, minh bạch ngân hàng và chống gian lận thuế. Nhưng biển ảnh can thiệp quân sự ở Syria làm lung mờ hy vọng đối với cuộc hội nghị. Không có sự chia rẽ nào lớn bằng chia rẽ giữa nguyên thủ Hoa Kỳ và Nga về vấn đề Syria sau khi chế độ Al-Assad dùng vũ khí hóa học tấn công thường dân, làm hàng trăm người bị thiệt mạng. Tổng thống Vladimir Putin đã bị cô đơn trên vấn đề Syria tại hội nghị thượng đỉnh G8 trong tháng 6. Nhưng trong cuộc họp G20, ông ta đang có đồng minh Tập Cận Bình. Giống như Nga, Trung Cộng đã phủ quyết các bản nghị quyết trừng phạt chế độ Al-Assad của Hội đồng Bảo an. Tổng thống Barack Obama sẽ không thể tìm được sự chấp thuận tấn công Syria của Hội đồng Bảo an, nhưng đang tìm sự chấp thuận của Quốc hội Hoa Kỳ. Pháp rõ rệt tuyên bố là sẵn sàng đơn phương hành động nếu Quốc hội Hoa Kỳ không chấp thuận quyết định của Tổng thống Barack Obama. Tổng thống Putin tuyên bố là ông ta sẵn sàng thảo luận trực tiếp với Tổng thống Barack Obama, nhưng phát ngôn viên của Điện Cẩm Linh nói rằng không có chương trình nào cho một cuộc họp như vậy. Trong tháng trước, Tổng thống Obama đã hủy bỏ cuộc họp song phương với Tổng thống Putin tại mặt tư khoa. Cuộc xung đột Syria sẽ được Ngoại trưởng các nước thảo luận riêng bên lề cuộc họp thượng đỉnh.